Có thể bạn chưa biết cách nhận trang phục Triệu Vân Quý công tử free 100%. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhận nha. Trong video mình có khoanh lại, anh em có thể nhìn vào cho dễ tìm. Đầu tiên anh em vào phần chọn chế độ và tìm chữ thao trường, tức là đấu luyện tự do, anh em ấn vào và chọn hướng dẫn tân thủ. Ở đây nó yêu cầu anh em làm xong 5 cái nhiệm vụ tân thủ, anh em chỉ cần làm hết là sẽ có quà nha. Ok, nhà mình đã làm xong 5 cái nhiệm vụ, và bây giờ mình có thể nhận được trang phục Triệu Vân Quý công tử. Nhưng mình sẽ show nick cho anh em xem, không lại bảo mình bốc phép. Ok nha, đây là nick của người yêu mình và hoàn toàn không có skin Triệu Vân Quý công tử. Và bây giờ mình sẽ vào nhận skin và cho anh em xem. Đây nha anh em, hoàn toàn nhận được 100% và đây là skin vĩnh viễn nha anh em. Ok anh em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, bye anh em.